BKV vừa cho ra mắt phần mềm diệt virus BKV 2018 công nghệ điện toán đám mây, tích hợp trí tuệ nhân tạo AI, tự động phân tích phát hiện sớm các mối nguy hiểm, diệt virus, chống phần mềm gián điệp, bảo vệ dữ liệu tài khoản. BKV 2018 thiết kế hệ thống giám sát thời gian thực ghi nhận toàn bộ các đặc điểm dấu hiệu hành vi bất thường của các ứng dụng file thực thi trên hệ thống máy tính trí tuệ nhân tạo tích hợp trong BKV 2018 sẽ tổng hợp các dữ liệu được ghi nhận phân tích và chỉ ra các mối nguy hiểm người sử dụng có thể gặp phải như bị xóa dữ liệu bị theo dõi bởi phần mềm gián điệp hay bị mất cấp tài khoản từ đó phát lệnh xử lý ngăn chặn và tiêu diệt mã độc. <laughs>